Miss Grand Vietnam. Chúng ta sẽ cùng chào đón đại diện Việt Nam Trân Nguyễn Huyền My. Hiện tại cô đã tốt nghiệp Học viện Thiết kế và Thời trang London Hà Nội. Cô có sở thích âm nhạc và đi du lịch. Cô mong muốn nỗ lực hết mình để chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017, có thể giúp đỡ người nghèo và đặc biệt là trẻ em kém may mắn.